Tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc phát nổ dưới đáy biển. Theo báo Doanh nghiệp Việt Nam, một vụ nổ cực lớn vừa được ghi nhận ở dưới biển phía đông đảo Hải Nam của Trung Quốc, dẫn tới nhận định là có liên quan đến tàu ngầm hạt nhân. Vài giờ trước, các hãng tin phương Tây đã báo cáo một vụ nổ mạnh xảy ra ngoài khơi Trung Quốc. Theo dữ liệu ban đầu, sức mạnh vụ nổ là khoảng 10 đến 20 kiloton, tương đương 10.000 đến 20.000 tấn TNT. Điều này có thể cho thấy thực tế là chúng ta đang nói về một tàu ngầm hạt nhân. Một chiếc tàu ngầm nguyên tử phát nổ ở ngoài khơi Trung Quốc, dẫn đến việc phóng xạ được ghi nhận ở ba quốc gia. Sức mạnh của vụ nổ xảy ra ở độ sâu 50 mét lên tới khoảng 10 đến 20 kiloton, tương đương với quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima. Báo cáo của UDF cho biết, hiện tại không có tuyên bố chính thức từ chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, các tàu ngầm Trung Quốc trước đó thường xuyên được quan sát thấy hoạt động ở khu vực này. Với sức mạnh của vụ nổ chắc không phải là vũ khí tiêu chuẩn của tàu ngầm được kích hoạt. Một ý kiến khác đang nghi ngờ đây có thể là tàu ngầm hạt nhân của Mỹ áp sát Trung Quốc để trinh sát. Nhưng khả năng này rất khó xảy ra. Nếu thực sự tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã phát nổ dưới đáy biển thì khả năng cao đây là một tàu ngầm chiến lược Type 094 lớp tấn. Tàu ngầm hạt nhân Type 094 bắt đầu phục vụ trong Hải quân Trung Quốc từ năm 2007 để thay thế những chiếc Type 092 lạc hậu hoạt động từ năm 1978. Type 094 tấn có chiều dài 135 mét, lượng choán nước 11.000 tấn khi lặn và hiện đại hơn rất nhiều xét về mọi phương diện nếu so với người tiền nhiệm. M�ỗi tàu mang theo 12 tên lửa đạn đạo JL-12 với tầm bắn 7.500 đến 8.000 km. Tên lửa JL-2 sử dụng nhiên liệu rắn là phiên bản dựa trên loại tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM DF-31. Cho phép tàu ngầm Type 094 tấn công nhiều địa điểm trên đại lục nước Mỹ từ gần bờ biển Trung Quốc. Tàu ngầm Type 094 được quảng cáo là có khả năng tàng hình nhằm cải thiện khả năng sống sót nếu so với tàu tiền nhiệm. Các tàu ngầm cũ hơn của Trung Quốc hiếm khi rời vùng biển lãnh hải của nước này, mặc dù có tầm hoạt động lớn vì khả năng sống sót kém trước các hệ thống chống ngầm ngày càng tinh vi của đối thủ. Ngoài tên lửa đạn đạo chiến lược, tàu ngầm hạt nhân Type 094 còn được trang bị một số vũ khí chiến thuật cơ bản. Ví dụ 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Mặc dù tàu ngầm Type 094 khá đáng sợ, sở hữu một trong số các loại tên lửa đạn đạo phóng từ dưới nước uy lực hàng đầu thế giới, nhưng chúng vẫn bị xem là kém xa về độ hiện đại và tinh vi nếu so với các tàu ngầm tương tự của Nga hay Mỹ về năng lực tàng hình, hệ thống định vị thủy âm cũng như số lượng tên lửa mang theo. Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề cần lưu ý, đó là phong phóng xạ tự nhiên trung bình toàn cầu nằm trong khoảng 0,17 đến 0,39 microsievert microsv một giờ. Trong khi đó, phong phóng xạ ở trạm Giang là 0,24 microsievert vẫn hoàn toàn nằm trong ngưỡng tiêu chuẩn và không có gì đột biến so với bình thường. Bên cạnh đó, khu vực Biển Đông là nơi có mật độ giao thông đường biển dày đặc. Đây cũng là địa điểm đặt rất nhiều trạm quan trắc với các cảm biến tinh vi có độ nhạy rất cao. Thế nhưng, chưa có báo cáo chính thức nào về vụ nổ với đương lượng 10 đến 20 KT như nguồn tin đã nêu. Theo Phong Vũ Tổng hợp,